bị ma đội nón nhập, chó cưng có hành động giống người khiến cô gái vô cùng sợ hãi. Theo lời kể của chủ nhân chú chó, như thường lệ, con chó sẽ đón cô mỗi lần đi làm về. Thế nhưng ngày hôm nay không hiểu tại sao nó không đứng trước cửa như mọi ngày. Dù có gọi đến mấy thì cũng không thấy thú cưng trả lời. Cô gái tá hỏa đi tìm thì trông thấy một chuyện vô cùng đáng sợ. Con chó lúc này đang ngồi trên cầu thang và nhìn xa xăm ra cửa. Đáng chú ý là nó ngồi vắt chân giống hệt như con người. Đã vậy, còn chống tay lên đùi nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Dáng vẻ của nó lúc này khiến cô vô cùng sốc. Thế nhưng khi cô gái gọi tên một lần nữa, thì con bút đồ ngay lập tức trở lại dáng vẻ hàng ngày. Nó giật mình, đứng bằng bốn chân và quay đầu nhìn cô. Có vẻ như lúc này nó đã kịp nhận ra sự hiện diện của chủ nhân nên nhanh chóng chạy xuống đón. Nữ TikToker đã rất sợ hãi và đăng câu chuyện kỳ lạ của mình lên mạng xã hội. Rất nhiều người đã để lại bình luận lo lắng cho cô nàng như sau. Ê, thấy giống mấy con chó đội nón quá bay, sợ nha. Nổi cái da gà, mấy con chó đội nón cũng có hành động giống như người lắm á. Chắc chắn là quỷ cẩu rồi, nó là quỷ đội lớp chó và thường hay hại người lắm đó. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều người an ủi cô nàng để lại những bình luận như sau. Mấy nhỏ bút đồ vẫn hay ngồi như vậy đó. Còn bút đồ nhà tôi cũng hay ngồi vắt chân nhìn xa xăm vậy nè. Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào về hành động kỳ lạ của chú chó này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nha.